nhau đi và yêu nhau ngoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngỡ lời muốn nói. Rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình giờ mình quen nhau, trong ngay mắt bên trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em xin giới thiệu đến quý vị một đôi loa siêu đẹp đến từ hãng Technic. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa đa năng, nghe được nhiều dòng nhạc, phát phẳng. Lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê. Một đôi loa cũng khá cao cấp của hãng Technic. Model là SB7. Loa sở hữu gồm một bass 25cm bass phẳng và một mid 12cm mid phẳng và một chép điện nha, hay anh em gọi là chép lá, và có hai viên tinh chỉnh mid chép ở đây. Đôi loa này thuộc trong những cũng là những dòng cao cấp của hãng Technic. Những đôi loa bass phẳng bass cạn như thế này thì đánh ra tiếng bass luôn tròn, rất là mạnh, rất là quy lực. Anh em lưu ý những dòng như Victor, Zero 5, Zero 7 hay là những Technic SB7, 7B này chẳng hạn, đều cho ra tiếng bass cực kỳ hay, cực kỳ quy lực. Đôi loa thùng cũng rất nặng nha anh em, loa rất đẹp, vuông hình sắc cạnh nha. Công suất 130W mỗi thùng, trở kháng 8 ohm. Thành hết góc cạnh thì vừa rất là đẹp. Do những cái bass với mid này, mấy cái này nó dính. Đây, nói chung là anh em vệ sinh thì nó sạch thôi, này nó dính thôi. Này là do dấu tay anh em chạm vào nha. Những cái này nó nhăn ha. Bao hàng zin nguyên zin nguyên bản cho anh em nha. Do nó bị những cái bên đây thì đẹp hoàn hảo nha. Bên đây nó cũng có vết nhăn rồi đó, thì bình thường không sao cả. Này thì em bao nguyên zin nguyên bản cho anh em sử dụng, hàng bãi về chưa dùng tại Việt Nam luôn. Thì do những cái vết này cho nên là em sẽ thanh lý ra cho anh em với giá rất là mềm. Em thanh lý với giá 4 triệu đồng thôi, thanh lý nhanh cho anh em luôn, chống nhà nè, chật quá không còn chỗ để nữa. Em bán với giá 4 triệu đồng thôi, lo nguyên zin bao zin cho anh em, lo rất đẹp luôn. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ em nha, là giá rất là mềm để anh em sở hữu đấy, anh em nhanh tay nha. Rồi em xin cảm ơn toàn thể anh em.